Toán 5 ôn thi giữa kỳ 2. Mời em chúng ta cùng với thầy tiếp tục đến với chủ đề diện tích của hình thang, bài số 1. Một hình thang có đáy lớn là 120 decimet, đáy bé bằng 1/3 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích của hình thang đó. À, cái bài toán này liên quan đến hình thang thì chúng ta phải nhớ lại cho thầy cách tính diện tích nào. Chúng ta cùng ghi thầy nhé, phần phân tích. Kiến thức về hình học ở đây liên quan đến hình thang thì các em còn nhớ cái tính diện tích không nào? Với hình thang thì chúng ta có diện tích sẽ bằng tổng độ dài của hai đáy được bao nhiêu nhân với chiều cao, sau đó mình chia 2 đúng không? Mở ngoặc này. Đáy lớn cộng với đáy bé, sau đó nhân với chiều cao rồi chia 2. Đó, muốn tính diện tích hình thang ta lấy hai đáy cộng vào được bao nhiêu nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra đúng không? Nhớ thầy là đáy lớn đáy bé, chiều cao nó phải cùng đơn vị đo nhé. Thế thì đề bài đã cho chúng mình biết là đáy lớn rồi, đáy bé chúng ta cũng có thể tính được theo đúng không? Thế còn chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Bây giờ lại một cái kiến thức lớp 4 nữa, đó là kiến thức về trung bình cộng. Các em cần nhớ lại cho thầy nhé, kiến thức về trung bình cộng. Cách tính trung bình cộng, tính số trung bình cộng á. Muốn tính số trung bình cộng người ta sẽ lấy ta lấy tổng, sau đó mình chia số số hạng đúng không các em? Trung bình cộng sẽ bằng tổng này chia cho số số hạng, số các số hạng đấy. Ở trong ở đây là chúng ta có trung bình cộng của hai đáy, thì bây giờ chúng ta sẽ phải lấy tổng của hai đáy, sau đó mình chia 2 thì mình sẽ ra được chiều cao các em nhé. Vậy chúng ta đã có các ý tưởng chưa? Bước 1 là chúng ta sẽ phải tính đáy bé, bước 2 tính chiều cao, và bước 3 là tính diện tích các em nhé. Chúng ta đi vào phần bài giải như sau. Đầu tiên mình có là đáy bé hình thang dài là, hoặc chúng ta nói ngắn gọn đáy bé hình thang là cũng được nhé. Đáy bé bằng 1/3 đáy lớn, tức là 1/3 của 120 decimet. Thì ta sẽ lấy 120 nhân với 1/3 nhé. 120 nhân với 1/3, chúng ta có thể nhẩm 120 chia 3 thì bằng 40, 40 nhân 1 bằng 40. Vậy ta sẽ ghi kết quả là 40 vào đây. Đơn vị là decimet. Tiếp đến, mình sẽ tính được chiều cao rồi. Chiều cao của hình thang là, chiều cao của hình thang bằng trung bình cộng của hai đáy. Bây giờ chúng ta sẽ có tổng hai đáy là mở ngoặc này. Đáy lớn là 120 cộng với đáy bé là 40 này, sau đó chúng ta chia cho 2. Tổng này chia số số hạng, tổng có hai số chúng ta chia 2 thì mình sẽ ra trung bình cộng nhé các em. Chúng ta làm trong ngoặc trước, 120 cộng 40 ra 160, 160 chia 2 bằng 80 và đơn vị là decimet. Có đáy lớn, có đáy bé và có chiều cao, chúng ta sẽ tính được diện tích của hình thang nhé các em. Mình sẽ nói diện tích của hình thang là, bây giờ ta sẽ thay vào công thức nhé. Mở ngoặc, đáy lớn là 120 cộng với đáy bé là 40, đóng ngoặc nhân với chiều cao vừa tính xong là 80, sau đó mình trên 2. Chúng ta thực hiện cái phép tính này ra ngoài nháp. Chúng ta làm trong ngoặc trước, 120 cộng 40 là 160 nhân với 80 rồi mình trên 2. Mình có thể rút gọn này, 160 trên 2 này, 160 chia 2 là 80, sẽ bằng 80 nhân với 80. Nó sẽ bằng là 6.400. Chúng ta sẽ ghi kết quả vào đây. Bằng 6.400. Đơn vị là decimet vuông. Và cuối cùng mình sẽ ghi đáp số 6.400 decimet vuông. Vậy là chúng ta đã xong một cái bài toán liên quan đến phần chủ đề diện tích hình thang rồi các em ạ.